thời khai hội, trời mưa hoa sen soi nguồn linh. Bạch hào tướng Phật quang minh, rạng soi sao nẻo vô minh luân hồi. Chư Bồ Tát trời người phủ phục, vào định thiền na thực trang nghiêm. Vô lượng nghĩa sư định thiền, diệu âm gian động tam thiên diệu vời. Muôn chư Phật khắp mười phương Phật, thị hiện thêm diệu mật y vàng. Trang nghiêm thị hiện niết bàn, tháp xây xá lợi rỡ ràng Phật thân. Tướng bạch hào mười phân hy hữu, hoa hỏi nhân duyên nào tạo thành đây. Bồ Tát Di Lặc chấp tài, hỏi pháp dương tự có hai sự tình. Xin Ngài hãy theo kinh nghiệm trước, từ bao đời từng được trải qua. Mỗi khi vô lượng Phật đàn hiển bạch hào quang tướng uy nga như vậy. Từ giữa hai đầu mày của Phật có sợi lông trắng thật tinh khôi. Bỗng nhiên tỏa ánh sáng ngời, chiếu soi rạng rỡ đất trời ba gian. Khiến một vạn tám ngàn quốc độ thải ngời ngời ánh lửa hoàng kim. Từ vô gián ngục mà lên, tận sâu cứu cánh khỏi trên quy hoàng. Trong ánh sáng rất quang minh đó, đã hiện ra vô số các tường của chư Bồ Tát mười phương. Cầu Phật quả nguyện túng dường Thế Tôn. Lại thấy cảnh mười phương chư Phật tuyên thuyết kinh pháp thật tinh hoa, như tiếng ca lăng tận vàng, ban cho chánh chúng hàng xa nhiễm màu. Bao nhiêu cảnh tượng đâu kể xiết, thải nói lên một việc phi thường. Ấy là thập loại mười phương cùng tinh tiên bước lên đường Như Lai. Ôi một ánh long mài quang diệu, soi nghìn xưa lại chiếu nghìn sau. Vì đâu duyên cớ nhiễm màu, xin pháp dương tự một câu đáp lời. Pháp dương tự bao đời trước đã hiện thân làm thị giả Phật môn. Đáp lời Di Lặc từ tôn rằng theo tôi xét ngọn nguồn xưa nay. Mỗi khi tướng long mày hiển lộ, cho mười phương quốc độ hiển vinh. Làm cho quang diệu sinh linh, là khi Phật sắp thuyết kinh nhất thường.
hay là pháp chân như Phật tướng, pháp niết bàn vô thượng vô song, pháp rộng rao pháp duy thông, vô lượng quang vô lượng thọ đồng như như. Phật hòa ấy vô dư tịch chiếu, tự độ tha độ khéo tương đồng, bởi vì sắc tức thì không, nhưng trong không tánh lại đồng thể như. Ấy tình nghĩa nhất thừa như thế, cho chúng sanh diệu đế vuông tròn, Phật tâm chung một cõi nguồn, vô chung vô thủy pháp môn Phật thừa. Diệu pháp ấy đương kê đương hồi, gọi tam thừa vào mối liên quan, thánh văn duyên giác đâu xa, cùng chung một cõi Phật đàn vô sanh. Ai ngỡ tịch cái hành cái thức, là đi vào cung bậc niết bàn, vì chân vô lượng thọ quang, Phật tâm vô vị đạo tràng thần thông. Tưởng nhiếp pháp ấy chân phương tiện, thể hiện tâm bất biến tùy duyên, độ tròn sanh chúng tam thiên, ấy tâm bi mẫn quyền nguyên diệu thường. Nên phải biết niết bàn la hán, chẳng qua là cõi tạm dừng chân, vì chân chưa vẹn diệu tâm, mà chưa tròn tịch chiếu thần thông Phật đàn. Thanh văn cũng như là duyên giác, chẳng qua là quyển pháp nhất thời, độ người nữa chẳng đường thôi, còn như muốn đạt tới nơi rốt cùng. Phật tri kiến tụ tuy như thị, ắt là điều đức thế tôn này muốn gì đại chúng hiển bày, cho nên hiện tướng lòng mày quang minh. Xưa có nhật nguyệt đăng minh Phật, xưa muôn xưa vạn đức muôn xưa, cũng từng tùy thuận căn cơ, mà tuyên thuyết vạn tam thừa độ sanh. Như có bậc thánh văn cầu thì, thời Phật cao tư đế pháp màu, khổ đây là khổ là đau, là cái hiện thực trước sau kiếp người. Tập đế là muôn đời quân tập, thành thói quen thành tật bẩm sinh, trầm tra cái tật vô minh, hại mình quên hết chính mình xưa nay.
việc để là muốn nay hết khổ, thời phải tu phải sửa tâm mình, gọt cho sạch chứng vô minh, mộc tiêu tam chương ắt mình tự do. Đạo đế là pháp do Phật thuyết, cho trời người đặng diệt khổ đau. Bát chánh đạo bắt nhịp cầu, cho đời vượt khỏi biển sâu luân hồi. Lại như có loại người thế đạt, tỏ lý màu tương tác tương liên. Phật bèn tùy thuận nhân duyên, tuyên thuyết thập nhị nhân duyên lẽ màu. Giúp chúng sanh vượt đau vượt khổ, thoát vô minh nắc tỏ luân hồi. Vượt qua tam chướng mù khơi, tới bờ kia tịch tỉnh vui niết bàn. Lại như tới trước hàng Bồ Tát, sẵn hùng tâm vượt thoát vô minh, đặng mà phổ độ quần sinh, đặng mà giáp mặt chính mình xưa nay. Thì Phật lại chỉ bài lục độ, lấy hành kia bố thí làm đầu. Tham tâm do ngã chấp sâu, chỉ chi cũng muốn quơ vào cho ta. Nên lấy bố thí mà trực phá, diệt cái tham do ngã chấp này. Song song bên phá có xây, phá thân tâm lại dựng gầy bi tâm. Một thành tố của tâm vô thượng, tứ đẳng tâm vô lượng nhiệm màu. Từ bi hỷ xả cao sâu, bao suốt sao trước gồm thâu đất trời. Ấy tâm Phật tuyệt vời vô tướng, vô lượng quang vô lượng thọ tâm. Tư nghĩ bất khả thầm thâm, tịch nhiên bản dĩ của chân niết bàn. Bên cạnh bố thí ngàn công đức, là hành kỳ giới thực viên chân. Hiện thân tịch mặt năng nhân, đại pha tam chướng ma quân lấy lừng. Giới trì đẳng định chân hiển lộ, già quê kia bèn trổ liên hoa. Quy nga tam học một tòa, độ người đắc quả Phật Đà như nhiên. Bên trì giới có thêm nhẫn nhục, pháp thần thông nhị lập khéo thay. Nhục mà nhẫn được mới hay, cái lòng ngã chấp thài lai đâu còn. Mối hẹn biển thề non dời dời, cứ đi hoài đi tới chân như. Nam mô
Phật Đại Từ, bất thôi chuyện tới vô dư niết bàn. Hành tinh tấn mở đàn thiền định, bước chân lên cõi tịnh nhất thường. Đi vào công tịch như như, để nghe chiếu diệu đại từ bi tâm. Là trí tuệ thầm thâm như thật, lục độ ba la mật là đây. Nguyện chia phổ độ trọn đầy, hay là mặt mũi xưa nay con người. Nhưng tam thừa dấu người tinh lạc, vẫn chưa nên đại bác niết bàn. Cho nên Phật đúng hoàn toàn, đức từ phụ của ba ngàn đại thiên. Trong cái nỗi vô biên thương cảm của cha lành trước đám con cưng, ha đâu giúp rập nửa chừng, phải đem tất cả tất lòng từ tôn. Mà tận độ mười phương hậu duệ, thành toàn cho trí tuệ kim cang. Mệnh danh đại bác niết bàn, quả bây giờ mới được an tất lòng. Và trước lúc trao hồng ân Phật, đức từ tôn nhật nguyện đăng minh, để cho thập loại chúng sanh chuẩn bị tâm mình đón pháp viên dung. Đã thi chuyển thần thông Phật nhãn, sống bạch hào tỏ rạng mười phương. Việc xưa tôi đã tỏ tường, xét việc xưa để tự lường việc nay. Ấy là đức Như Lai hiện tại, cũng sắp đem pháp đại niết bàn mà trao cho cả nhân hoàng. Sau khi phong ánh quang minh bạch hào, đại bác niết bàn cao cả nhất, thể hiện tròn tâm Phật vô dư. Thường lạc ngã tình như như, bất cơ khác khổ não chủ trượt phiền. Vào cảnh giới vô duyên bất nhị, nghe tâm này đồng thế chủ tâm. Trong tri kiến Phật thầm thâm, đồng thanh ca khúc viên âm ma diệu thường. Cơ duyên mở đạo trường diệu pháp, ma liên qua tròn gương hạt vô sinh. Sao đức Phật nguyệt đăng minh, ma lại lần lượt 20.000 thế tôn. Cùng mở một đạo trường như thế, và cùng tên như thế đăng minh, và cùng thuyết pháp hoa kinh, để khai tri kiến Phật sinh gương rầm. Nếu tam thừa là trăng bóng
biết thầy Phật thừa là nguyện tròn gương, tri kiến Phật khéo nên chương. Một là biết Phật là thường là như, là bất diệt bất hư bất hoại, hay là tròn quán đại thần thông. Đến đời đức Phật sau cùng, của hai dạng đức Phật chung tên này. Đức Phật ấy trước đây từng có đám người con tên họ như sau: một là hữu ý con đầu, hai là thiện ý thấm sâu ý lòng, ba vô lượng ý danh như thị, bao ý rồi tâm ý tiếp theo, sáu từ nghi ý nói điều, hương ý pháp ý thuận chiều tâm linh. Tám chàng trai tròn xinh giống Phật, nói tông đường đức Phật tương lai. Tám chàng dương tử hùng quay, thông lĩnh bốn đại lục ngoài bốn phương. Bây giờ đánh nghiêm đường dương phủ, đã xuất gia chuyên chú tu hành, để rồi Phật quả viên thành, trở thành đức Phật đăng minh cuối cùng. Tam dương tử hào hùng bốn cõi, được tôn dương phụ tới bờ kia, thành đạo dưới cõi bồ đề, bèn nhất tài bỏ ngôi về với cha. Dương niệm xuất gia đầu Phật, nguyện đời đời lại xuất thế gian, một phen từ bỏ ngai vàng, giữ giai hộ pháp hàng ngàn vạn năm. Bây giờ nhật nguyệt đăng minh Phật, cũng xưng minh nghĩa mật nhất thường, tình vô lượng nghĩa ngàn xưa, thuyết xong cũng nhập vào vô lượng thiền. Tâm vào cõi như nhiên bất động, thêm vững vàng cuộc sống linh sơn. Bây giờ trên đỉnh thiên môn, chữ thiên cũng trải qua thôn mà chúc mừng. Mãn Đà La Thôn lừng phước huệ, qua mãn thù đẹp nghĩa tâm linh, cả già cõi Phật quang minh, cũng rung động sao cách dinh danh người. Và hết thảy người trời tam bổ, thảy chấp tay chim chú ngưỡng chim. Bây giờ đức Phật xả thiền, phong thần quan sợi trắng xuyên chính tầng. Bạch hào tướng của chân như tánh, xuyên mười phương tỏ hạnh như chân. Thế
rồi như hải triều âm, Thế Tôn lại thuyết siêu tầng pháp hoa. Là chánh pháp ma vô thượng vô lượng quang vô lượng thọ tâm, quy hoàng đương sư tức chân, cho ba cõi thiên địa nhân thái bình. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thuở ấy thuyết pháp hoa như vậy nhiệm màu. Trải sau mười tiểu kiếp sau, thời gian một thoáng qua đầu hạt xương. Và thánh chúng mười phương ức giảng, hội về nghe Phật giảng pháp hoa. Có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang thuở ấy chính là Đương Cơ. Trong thánh chúng có vô số bậc chúng phạm dương đẳng cấp thiên dương, rồi ma dương bà la môn nhất tâm nghe Phật tuyên ngôn ma lợi rằng: đêm nay ấy đêm rằm an lạc, ta sẽ vào đại bát niết bàn là cõi tịch chiếu hoàn toàn. Nay có Đức Tạng đứng hàng thánh tăng, Như Lai thọ ký rằng Đức Tạng tiếp sau đây sẽ mãn công phu để thành Phật quả chân như Tịnh Tân Phật Hiền Đại Từ Đại Bi. Và đêm ấy Phật về cõi Phật, và tám dương tự rất tâm thành một nguyện cầu pháp độ sanh, một nguyện hiến cúng cha lành mười phương, cùng thờ Đức Diệu Quang Bồ Tát làm bổn sư tuệ giác chứng minh. Trải qua muôn kiếp đăng trình, điều thành tự quả vô sinh hiện tiền. Dương tử Úc thành nhiên đăng Phật, đạo tràng ba la mật vô sông. Pháp Dương tử đáp lời xong, bây giờ Đức Phật thông dông xả thiền. Rồi gọi xa lời Phật Hiền Tôn giả, ngỏ lời rằng đạo cá Như Lai nhiệm màu không một không hai, trăm ngàn vạn kiếp dễ ai tỏ tường. Tuệ giác Phật kim cương tuệ kim, chặt đứt bao ngã kiên ngã si, mở đường cho khối lương tri, dương lên cõi tự quy y chính mình. Tri kiến Phật cao minh vô thượng, khó nghĩ bàn khó dưỡng khó nuôi,
chúng sanh vướng cuộc luân hồi, dễ chi vượt thoát dòng đời vô minh. Nên suốt cả tam thiên thế giới, suốt từ vô thị đến bây giờ, hằng xa Đức Phật Đại Từ đã luân phiên thuyết nhất thường Pháp Hoa. Duy nhất thừa sâu xa khó hiểu, cái thần thông tịch chiếu Như Lai, đấng từ vô thủy sơ khai, đã thông suốt lý không ai nhiễm màu. Đấng gồm đủ cao sâu rộng lớn, tư đẳng tâm vô lượng từ bi, bốn trí thông suốt diệu kỳ, mười đại năng lượng quy nghi vô ngần. Lại thêm bốn đức không kinh sợ, lại bốn thiền tịnh lự trang nghiêm, bốn định vắng lặng như nhiên, tám sự giải thoát vượt lên luân hồi. Ba pháp tam mỗi người nhật nguyệt, đưa người lên đỉnh tuyết tư duy, để gặp không tánh vô vi, để vào Phật tánh đại bi đại hùng. Tự vô lượng tâm dùng chưa cả, diện từ bi hỷ xả chân tâm, lại thêm tư trí thầm thâm, một là đạo huệ trí chân chánh này. Đạo huệ chủng trí bài thực tướng, nhất thiết trí vô lượng hào quang, soi cùng diệu đế nhân hoàng, nhất thiết chủng trí đạo tràng nhất như. Mời đại năng lực từ Phật quả, tri thị sư phi sư ấy là tri phân sai đúng chính tàng, trì tam thế nghiệp báo màng thấu soi. Nhân quả suốt ba đời vô ngại, quá khứ rồi hiện tại tương lai, tri chư thiền suốt mỗi loài, giải thoát tam mỗi vượt ngoài si mê. Tri chúng sanh tâm tánh muôn vàng, thấp cao rồi tôi sáng dần dần, tri chủng chủng giải xa gần, biết rõ danh chung giả chân tư lường. Tri nhất thiết sở đạo muôn đường lối, mà chúng sanh nương tới Bồ Đề, để đạt cứu cánh bờ kia, trí thiên nhãn vô ngại tùy nguyện tâm.
mà nhãn lực suốt thông tam giới, bước hành trình mỗi mỗi sanh linh. Túc mạng vô lậu tròn sinh, thấu chuyện sao trước nhục vinh muôn loài. Dính đoạn thập khí người quay đức, ấy là nguồn trí lực sâu xa. Dẹp luôn tập khí phiền hà, để tâm trở lại nguy ngang gương rằm. Mười lực ấy thầm thâm di diệu, sở hữu tâm tịch chiếu toàn năng. Lại tứ vô lượng gồm bằng, nhất thiết vô sở quý hằng vô lầu. Khi trí đã thông lào nhị đế, cái sợ còn ngấp nghé mà chi. Lậu tận vô sở quy kiện, cõi lòng đã sạch sợ chi nửa đời. Thuyết chương đạo vô sở quy rồi, cái sợ nó ngậm cười mà đi. Thuyết tận khổ đạo còn chi sợ, từ đây nay liễu ngộ vuông tròn. Còn trời còn nước còn non, thâu khổ ắt khổ chẳng còn. Đúng không? Ngoài tứ vô quý hằng thanh tịnh, còn tứ thiền từ định trang nghiêm. Rồi tám giải thoát diệu hiền, vào diệt tận định uyên nguyên nhất thường. Vô lượng công đức từ ba kiếp, vô lượng công phu tuyệt thế này. Kết nên phúc phẩm cao dày, quả vị vô thượng tròn đầy tam thiên. Những thành tựu như trên vô lượng, giúp Như Lai hồi hướng vô cùng. Ngữ ngôn thiện xảo khéo dùng, để khai ngộ suốt vô chung muôn loài. Xa lợi Phật Như Lai từng thuyết, cái tướng chân tướng thiệt quần sanh. Nhân duyên quả báo hiện hành, soi rõ diệu đế quang minh Phật thường. Nhưng thực tướng là vô ngôn ngữ, duy những trang trí lữ siêu phàm. Những năng nhân xuất thế gian, những Bồ Tát phước tuệ trang nghiêm đời. Những bậc còn lại thời dẫu đã đủ căn cơ vượt đọa luân hồi. Những thanh văn bỏ kiếp người, những duyên giác suốt thông mười hay sao? Thập nhị nhân duyên cũng không thể vào sâu thực tánh. Nhất thiết sự tất canh tỏ lào,
tử nghìn xưa suốt nghìn sau, mấy ai tỏ được nhiệm màu liên hoa. Các bờ kia chỉ là phương tiện, mà Như Lai vận chuyển pháp luân, còn như cứu cánh nhất trần, thì nay mới đến lúc cần tuyên ra. Để cho các tăng già có mặt, thoát vô minh buộc thắt nhân hoàng, vượt ra cõi tám niết bàn, để vào tri kiến hoàn toàn Như Lai. Bây giờ 1200 vị là hán từng đạt ý vô sanh, trong đại hội Dương Xá Thành chợt nghe Đức Phật tuyên rành kim ngôn. Rằng các pháp đã tuyên dương trước chỉ là quyển pháp thuộc quyển môn, đổ người trong bước tha phương, tạm dừng để lại lên đường rủi rong. Cho tới đích cuối cùng giáp mặt với chính mình tịch mặt nắng nhân, đấng là một với chân tâm, mà đấng không hai với nhất chân đạo tràng. Bây giờ hết thải hàng la hán, chợt nghe lòng vô hạn kinh nghi, chẳng ai Phật có ý gì, mà thi chuyển bạch hào kiến như vậy. Lại tuyên thuyết xưa rài các pháp, mà tướng vô sanh đại bác niết bàn, bây giờ lại quá hồng hoang, chẳng qua mộng quyển tê vàng đó thôi. Cõi niết bàn một thời tưởng thật, tưởng bà ba la mật bờ kia, bây giờ Phật bị xóa đi, cho rằng nó chẳng có chi chân thường. Mà chỉ là khối xương phương tiện, bởi chân chưa thể hiện tánh như, thể hiện phẩm chất vô dư, thể hiện phẩm hạnh đại từ đại bi. Chưa thể hiện diệu kỳ chân phước, cũng như chân tuệ suốt mười phương, bây giờ khắp cõi đảo trường, nhờ xá lợi Phật kính tường Như Lai. Xin ơn Phật giải bài khai lộ, để chúng tăng được tỏ cơ thiền. Vì sao từ thở đầu tiên, Thế Tôn đã kiên thiết nên tam thừa? Mà cứu cánh
chánh là cơ tịch diệt, giải thoát ta khỏi kiếp luân hồi. Ấy khổ tập diệt đạo rồi, à nay Thế Tôn lại ngỏ lời bất như. Rằng chẳng có tam thừa rốt ráo, chỉ có chung một đạo nhất thường. Và rằng cứu cánh bây giờ, còn mỗi tuệ giác Phật thường là chân. Xa lợi Phật hiện thân trí tuệ là đương cơ diệu đế nhất thường. Thay mặt đại chúng bờ giờ, cuối sinh Đức Phật chỉ bờ bên cho. Sao vô lượng đắng đo ngần ngại, Đức Thế Tôn quảng đại từ tâm. Bèn trao chánh pháp thầm thâm, mà rằng tuệ giác Phật là chân niết bàn. Từ vô lượng tăng kỳ kiếp, chư Thế Tôn cùng thuyết nhất thường. Dạ vì tùy thuận căn cơ, chư vị cũng ứng dụng như đương thời. Nghĩa là cũng nói lời phương tiện, cũng tuyên dương quyền biên niết bàn, cũng trao những thoáng an toàn, những quan trọ giữa nẻo đường trầm luân. Và rồi đến khi cần đúng lúc, cũng sẵn sàng dùng sức thần thông của bạch hào tướng vô song, mà soi tệ anh khắp cùng tam thiên. Để đời thấy hiện lên huyên náo, cả mười phương lục đạo sinh linh. Từ A Tỳ ngục vô minh, lên tới cõi cõi hữu tình nhân thiên. Bao quang cảnh nhãn tiền muôn vẻ, bao nụ cười giọt lệ long lanh. Lại hằng xa bước lợi hành, trao tặng tiên cúng nhân danh tất lòng. Cái lương năng sẵn trong sinh thái, thôi thúc mình dạt bể vào sông. Thương người như thể thương thân, kính người như thể kính chân thể mình. Cái lượng trì quang minh rực rỡ, thôi thúc mình thức ngộ chân như. Vươn lên gặp đấng đại từ, đại hùng đại lực sáng như gương rằm. Cái lương tâm người trăng quê mẹ, rai rứt hoài cái nghĩa thủy chung. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng.
vô lượng vàng tấm lòng trao tặng. Trao tặng bên hiên cúng nhiệm màu, những trong lên suốt thiên thâu, để nghe tam bảo cao sâu sự tình. Vô lượng bước đăng trình hiển hách, hiển hiện trong ánh bạch hào kia. Long lanh những bước đi về, từ bi nhẫn nhục chữ đề pháp không. Xa lợi Phật nay ông nên nhớ, cái gọi là đại sự nhân duyên của chư Phật pháp tâm thiên. Hạ sanh lục đạo uyên nguyên mới là đem tuệ giác Phật Đà trao tặng cho khắp bao đồng đẳng chúng sanh. Vận dụng phương tiện khéo lành, thế cơ đối trị lời hành tùy duyên. Như ai đó sẵn quyền lục độ, dùng tất lòng bố thí tương lân, trì giới nhẫn nhục tu thân, trong tu phước tuệ mười phân vẹn mười. Thì người ấy mười mươi ắt sẽ đặng vuông tròn Phật tuệ vuông xong. Lại như ai đó một lòng hiên cung xá lợi thuận tòng Như Lai. Dùng của cải dựng xây chùa tháp, đem xà cừ vàng bạc pha lê, hằng sa thất bảo xum xuê, mà trang nghiêm cõi bồ đề già lam. Thì người ấy trải ngàn hậu kiếp mà sẽ được nên tuệ giác Phật đàn. Chẳng những người xây tháp tòa bằng gỗ quý bằng ngọc ngàn vàng son y, mà ngay những trẻ con nghịch các mà tưởng tơ xây tháp xây đền, cũng đang gieo hạt hiện tiền để sao nên quả tuệ thiên Phật đàn. Hoặc những người tạo ra hình tượng của Phật Đà thiền tướng trang nghiêm, bằng lòng kính mẫu vô biên, ắt mai sau cũng được lên Phật tòa. Hoặc những người vẽ ra hình bút với bầm hai tương tốt hoài nghi, ngay những đứa trẻ con kia dùng cỏ cây bút tùy nghi vẽ vời. Miệng có ý vẽ chơi hình nọ, cũng thương nhiên tự thọ ký mình. Mãi sao Phật tuệ viên minh, liên hoa diệu pháp đẹp xinh gương vàng. Nếu có kẻ cung đàn điệu hát,
dùng âm thanh tiếng bạc tiếng chiêng, lòng thành kính Phật tấu lên, mai sau ắt được quả nhiên Phật thừa. Nếu có kẻ thờ ở biên nhắc, duỗi chân vào chùa tháp một phen, chợt lòng thành kính trong lên, niệm câu lại Phật con tin tưởng Ngài. Chỉ một thoáng niệm dài hơi thở, mai mốt rồi cũng trổ mầm thiên, dạ rồi ở kiếp vô biên, liên hoa cũng rước người lên Phật đài. Lại như có một người lại bay, chỉ chấp tay đến nỗi chỉ đưa, một tay lên rất thờ ơ, hoặc chỉ hơi cúi đầu như gật đầu. Nghi thức cung thỉnh cầu chư Phật, chỉ thế thôi cũng độ nhân lành, để đời trong kiếp lai sanh cũng độ tuệ quả viên thành Như Lai. Nói tóm lại dù ai ai nữa, hoặc trong thời Phật ở dương gian, hoặc sau khi nhập niết bàn, hễ có chút nợ duyên can cớ thì cuối cùng đức từ bi độ thế, cũng thành toàn Phật tuệ cho nhau. Vì chân nhất thể nhiễm màu, nên Phật quá dẫu xưa sao cũng vậy. Nghĩa diệu pháp liên hoa là thế, đó hoa sen tam thế nhất thường, từ ngàn sao từ ngàn xưa, hoa sen nhất thể dương bờ tự sanh. Sen một cộng dương thành một đóa, nhị gương tròn tâm quả duyên tâm, giữa bùng nhớ giữa đáy đầm, ngủ trượt ác thế đêm cầm mặt trời. Nhân từ đó sen ngời nhật nguyệt, trong bụng nhớ mãi tuyết băng như, lục độ ba la mật ngư, tự thân sen chứa vô dư niết bàn. Vì có ánh nhật quang chiếu tuệ, thì hoa sen thừa thế dương nhanh, mà dù thêm ánh nhật minh, tự hoa sen cũng vận hành thái dương ấy. Diệu pháp mây chân thường tự hữu, hoa sen kia thành tựu Như Lai. Đạo màu không một không hai, không tăng không giảm không ngoài không trong ấy. Hiền
dốn tự ngã nói chân như thế, sẵn chứa bên trong tuệ phúc dày, Như Lai tạng hạnh là đây, thường lạc ngã tỉnh đợi ngày khai qua. Nghĩa tương tác mặn mà nhất thể, Phật Pháp là đồng thể vô duyên, mặt trời soi sáng vô biên, cỏ cây sông núi khắp trên nhân hoàng. Mọi sinh thể thải đang thụ hưởng, tùy căn cơ dung lượng tự thân, đây là Phật lộc Phật ân, trao cho vạn hữu chẳng gần chẳng xa. Xa lợi Phật liên qua diệu pháp, ấy là chân tuệ giác Phật đàn, là phần cốt tuệ sâu xa, là chân Phật pháp tinh quang rốt cùng. Mà chư Phật tựu trung là một, cứ luân phiên một đến vô lượng, hộ trì thôi thúc thiên lương, cho hoa linh thoại mười phương nở đồng. Tam thừa ấy tựu trung nhất thể, thải gom vào diệu đế liên hoa, mười phương Phật phải một tòa, long lanh thạch chiếu xung hoàng nhất như. Xa lại Phật đường cơ thính chung, nghe lời vàng diệu dụng Như Lai, tức thầy đứng dậy chấp tay, chiêm ngưỡng dung mạo tôn đồng Thế Tôn. Rồi bạch đức Thế Tôn vô thượng, cho chúng con được hưởng phước lành, bằng lời thuyết pháp qua kinh, cho chúng con rõ điều tinh túy này. Là ai cũng có ngày thành Phật, nghĩa là mình rất rất tinh khôi, là mình vén cả mười mươi, cả mười vương Phật, cả mười phương tăng. Mình suốt không ngàn không ngại, vượt thời không suốt đại niết bàn, ấy là cứu cánh hoàn toàn, để mình trở lại dễ dàng chính mình. Phật Tôn vinh Đức Phật, xong Thế Tôn liền cất lời lên, này Tôn giả chớ nên quên, Như Lai xưa đã từng thôn pháp này. Đồng thời hãy nghe đây Tôn giả, trong vị lai bất cả lường đông, trong khi dân hiến cõi lòng, cung dường tam thế Phật trong ba nghìn. Thì
thầy tôn giả sẽ nên Phật quả diệu hoa quang vô ngã thế tôn quốc độ ly cấu trường tồn ngọc châu sáng lạng sắc hương rỡ ràng điều đại đức hoa quang lãnh đạo quốc hiệu là đại báo trang nghiêm quốc dân số lượng vô biên vô lượng bồ tát ngủ trên cõi này các tiện nghi cái rài không xiết đất lưu ly đẹp biết giường nào xây bằng bãi bao xen nhau bước đi qua ngọc bãi màu chen chân quốc độ ấy vô ngần thọ mạng tôi chung là ngàn vạn ức năm tam tiểu kiếp đẹp gương rằm trước khi nhập diệt niết bàn thế tôn lại trân trọng di ngôn thọ ký bồ tát kiên mãn thị hồng danh phật hiệu hoa túc an hành để nói sự nghiệp độ sanh muôn loài xa lợi phật vị lai là thế nay như lai thọ ký cho người để ông có được niềm vui nhận chân được cõi nụ cười trong tâm xa lợi phất bậc chân hành giả cùng các hàng thanh giả chung quanh nghe lời Phật tỏ ngón hành nổi quang hỷ giúp trời xanh bát ngàn bèn cùng cởi khăn tròn đang khoác mà dâng lên bậc tác thánh dương cả đế thích cả phạm dương cũng đem hiên cúng khăn tròn và hoa ôi vô lượng là hoa thanh chủng những mạng đà la những mạng trên không trung lúc bấy giờ ngoài mưa qua nguyện với mưa căng tròn còn vô lượng tiếng đàn tiếng hát những điệu thần tiếng nhạc thanh tân của hằng xa những thiên thần lên để tan thán công đức người đã đem tuệ giác ngời chân tánh trao cho người hữu hạnh phùng duyên nhất thừa một cỗ xe thiên phương tiện duy nhất đưa lên niết bàn xá lợi phất hân hoàng xiết kể được thế tôn thọ ký cho mình mai sau những bước về linh long lanh những bước đăng trình về tâm và bên cạnh vô ngần thánh chúng cũng reo mừng hướng tận niềm vui vì chăng nếu có một người mai sau thành Phật vậy thời mai sau
mình cũng thế, có đâu khác biệt. Ôi lời kinh nhất thiết chúng sanh, mai sau Phật đạo viên thành, để cho cả chính tầng sanh mặt trời. Bây giờ giữa ngàn hai thánh chúng, xá lợi Phật thầy chung giả thượng, bạch Thế Tôn từ xưa giờ, tất cả tôn giả theo thờ Thế Tôn. Thái điều được Thế Tôn khai ngộ, theo pháp Ngài dạy dỗ xưa nay, ắt được tới bờ kia này, vượt khỏi sanh tử vượt ngoài sắc không. Ngài lại như Trần Phú Định, bờ kia chưa thực chinh niết bàn, chỉ là quán tạm bên đàn, mà con đường tới niết bàn còn xa. Niết bàn ấy quá ra mộng ảo, việc làm này điên đảo tâm linh. Những ai lỡ ngỡ rằng mình kinh sinh được Phật thuyết minh cho tường. Bây giờ Đức Thế Tôn khai thị, bằng ngụ ngôn nói ví như sau. Xưa có trưởng giả xen vào, ngôi nhà lớn rộng sâu vô ngần. Nhà ấy chứa hàng trăm nhân khẩu, trong đó nhiều con cháu ruột ràng. Một hôm bà qua giếng nhà, lửa lan khắp chốn đường ra lối vào. Lão trưởng giả siết bao kinh sợ, lo đàn con bị lửa đốt thiêu. Nhưng dù cảnh tỉnh bao nhiêu, đàn con vẫn mãi vui theo bạn bè. Mãi miết những trò ngây thu dại, đâu hay rằng quả tới bên lưng. Cùng tắc biên biên tắc không, trưởng giả trong bước đường cùng thảm thương. Bỗng nghĩ được mẹo khôn nhắc lại, là gọi đàn con lại cho tại là bởi tại tại gì
nói con là tại tham sân si mà. Trăm năm trong cõi người ta, đầu nguồn khổ hận chính là cái tham. Vì không có chữ tham lam mà lấy chi nhân gọi lầm than như vậy. Bốn phương Nam Bắc Đông Tây, hãy do tại bị tham này nhiều dương. Các chi ngựa chứng không thương, tham lợi tham tình, tham phúc lộc thọ cương linh bổn bàng. Vì tham mà dạ chẳng an, có mong có nữa tham càng tham hơn. Nhân sinh một kiếp vô thường, có ai vàng vô cương bao giờ. Vì tham cái họ du dơ, nên bao kẻ học đòi chúa thủy hoàng. Đi tìm quyển hoặc tiên đăng, những mong bất lão để tràng sinh ở chơi. Nhưng thử xem ở trên đời, có ai thọ được tuổi trời ngàn năm. Ví dụ bằng tàu hay chân, chẳng qua quyền thoại sao căn trở buồn. Nhân sinh bách tế đạo thường, qua cửa hạt xương treo cành. Kiếp người quá thật mong manh, nhưng bên trong có chữ thành kim cương. Chữ thành thể hiện thiên lương, để cho cuộc sống nên mà có thành tâm mà. Thì dù cuộc sống ngang tầm phù du, nhưng bên trong cái hư phù vẫn long lanh cái thiên thu gương rằm. Trở về chữ tại trăm năm, tại lòng tham để mù tâm mặt trời, để mù tâm cả nụ cười. Chỉ còn suối lệ trào khơi hải hà. Tham danh tham lợi xa đàn, nhất là tham chính cái ta của mình. Cái ta của nhục của dinh, của lục dục của thất tình đau đau. Cái ta thọ mệnh là bao, chẳng qua một hạt mưa rào bể đâu. Có đó mà không, vậy mà sao lắm trong cái đọa đài. Cũng vì cái chữ tại này, tại vì bởi tại thài lai lật lường. Như con vũ múa quay cuồng, tại vì bởi tại
dập dồn sức quay. Sức nào tạo sức quay đây, sức tham sân giới si này chớ ai. Sức tham tạo lực dông dài, làm quay con vũ mãi hoài không ngừng. Làm sao cho con vũ dừng, hễ dừng chữ lại thì ngưng quay cuồng. Gầm ra trong cõi càng khôn, nguyên lai chữ tại cõi nguồn nhân duyên. Nếu không chữ tại làm nền, lấy gì tam giới dựng nên công trình. Ba gian nhà lửa trong kinh, đã cùng chữ tại tạo sinh mà thành. Tại tham, tham lợi, tham danh, tham hương, tham sắc, tham mình, tham tham, tham ăn, tham ngủ xa đà, tham mà chẳng đặng ắt là nỗi sân. Chữ tham mà nắng nghìn cân, thì chữ sân cũng mười phân kém gì. Lực tham đẩy bước mình đi, khác gì ngọn sông cuốn về biển đông. Lực sân như ngọn lửa hồng, tiêu tan cả vạn cánh đồng vì nhiêu. Bao công trình của tình yêu, nhân gian gây dựng rất nhiều cứu mang. Chỉ cần một thoáng soi gian, hay là nét đá tan vàng còn chi. Lửa xanh hung hiểm cực kỳ, nó là cái lực tại vì thứ hai. Đưa người tới bước trong gai, để cho nhân thế rạc tâm thân. Nhất tham nhé tới nhị sân, mà tham sân nó rất gần gũi si. Bộ ba khắng chích cực kỳ, hễ có tham ắt có si tham tài. Ba cô con ngoài hấp dẫn trong thời xấu xa. Con nhà họ tại ấy mà, tại vì tại bởi cho ta đoạn trường. Con người muốn rước an thương, phải thông dòng giữa đảo trường an nhiên. Nhưng cái chữ tại không hiền, nó luôn đánh lẫn con đen mập mờ. Mượn màu tham đẹp như mơ, mượn mà ông ả như cô láng giềng. Lại còn đổi họ thay tên, chữ tham lại mạo danh nên chữ thành. Thành là thành đáng thương,
danh thành công thành tựu nghe hoành tráng sao. Thành nhân chi mỹ ngọt ngào à, biết bao giọng ngữ gây bao não phiền, gây bao giọng tương đảo điên à, vợ trò dục bị xuôi nguyên tưng bừng, khiến cho lực tại không dừng, cứ gây cảnh chẳng đặng đừng tiêu ngươi. Tại vì gì tại thương ơi à, bao giờ mới tự tại đời tự do. Thằng bòn có cái quạt phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bòm rằng bòm chẳng lấy trâu vì chẳng bòm đã thâu đầu tỏ đuôi. Rằng sinh ra kiếp con người chẳng chi quý bằng nụ cười hồn nhiên, nụ cười tại chỉ thành tiên, nụ cười tri túc siêu nhiên siêu thần, nụ cười đương xứ tức chân, nụ cười tự tại giảng xuân diệt thường. Vì sao âu lãng mười thương, là vì cái tự tại nó nhường bước cho, để cho quê mẹ thơm thang nghìn năm còn chút dòng họ mang nhiên. Trở về chữ tại nhãn tiền, bao đời nó quậy đảo điên nhân quần. Từ cái tham qua cái sân, cái tham sân nó xoay dần qua si. Si là mê muội chớ chi, mê muội mê mẩn mê si à, mê lầm. Chữ si hoặc chướng trong tâm, phủ che lớp bụi mờ cắm mặt trời. Hỡi ơi hạt ngọc tâm người, dương mang lớp bụi ngàn đời si mê. Ngọc mà phân qua thế kia, lấy chi tỏa ánh diệu kỳ kim cương. Vì sao ta nhẫn mà dương, là vì một cái chữ thương nhân mời. Một thương đã hại lụy đời, huống chi nhân chính nhân mười lần thêm. Có điều thương cũng chẳng hiền, là vì đối tượng chẳng bền chắc chi. Một là cái sắc hương kia, xinh thì xinh thật thơm thì có thơm. Nhưng đâu giữ được trường tồn, bóng câu qua cửa ánh dương qua mặt.
thành, hai là tương tự tâm sanh, tâm thương thì xấu cũng thành dễ thương. Mà khi tâm đã ghét hờn thì mẫu đơn cũng xấu hơn hoa hiền. Cái tâm cái tướng bọn chèn, cái thương cái ghét cũng chèn lẫn nhau. Thương mà không được thì đau, thương mà cắt mặt thì sầu ba thu. Huống chi thương nó ngục tù, huống chi thương nó ao tù quẩn quanh. Huống chi thương nó đành hành, nó xe màn dệt dệt thành cùm gông. Cái thương mê mỗi cái lòng, tiêu ma trí tuệ suy dòng tinh thần, đưa người tới chốn dòng thân. Tự dưng đánh mất cái chân tâm mình, chỉ còn mượn tượng bóng hình của ai ai đó cho mình đây. Thương ơi mặt mũi xưa nay, tự dưng cho cái thương này mà đau. Thương và đau đi với nhau, như dây trầu với thân cao đi cùng. Một duyên hai nghiệp não nùng, đó duyên ấp đó nhịp chúng điệu dần. Duyên là duyên nợ theo nhân, nghiệp là nghiệp chướng theo thân tâm này. Nợ duyên nghiệp chướng sâu dày, cũng vì một chữ si này mà ra. Tham sân si ấy tam mạng, cũng là tam độc, cũng là tam tai, tạo nên lực tại giống dài. Tại vì bởi tại cho ở đời nếu có thần tiên, là gì nhất nhật nhàn nên tiên thần. Nhàn là tự tại thanh tâm, là công bị tại nó dần nó xoay. Vượt qua ba cái lực này, ắt là hành giả nhập ngay niết bàn. Ở đời không tại mới an, ở đời bị tại thì tan tác đời. Coi chừng bị tại ai ơi, trong trầm luân. Ngoài ba cái lực tham sân, si mê hoặc chướng nó dần xoay ta. Còn hai cái lực trầm khang, trước là lực mạng, sau là lực nghi.
mạng là ti, mạng tự ti. Mạng là kiêu, mạng khinh khi ngạo đời. Ti mạng cam đứng dưới người, tự cho mình các bụi đời rong rêu. Kiêu mạng ngỡ mình cao siêu, đứng trên thiên hạ hiếu hiu mặt mày. Kiêu ti cũng một mạng này, thôi hư kinh mạng kiêu đầy tí dây. Kiêu ti nghĩ cũng hư đời, tạo nên lực tại xoay người đảo điên. Đứng không dựng ngồi không yên, cũng vì cái chữ mạng phiền não kia. Sao chữ mạng là chữ nghi, tại vì bởi tại cũng vì nghi nan. Trong bao điều đứng thế gian, cái điều đứng của nghi nan đứng đầu. Ai mà muốn được sống lâu, ai mà muốn khỏi đau đầu nhất tim. Ai mà muốn được bình yên, thì nên tìm cách vượt trên nghi tình. Nếu như có một cực hình, làm tình làm tội chúng sinh cực kỳ. Cực hình ấy chính là nghi, nó làm khô héo hoa quỳ hướng dương. Nó làm dở nét kim cương, nó làm băng hoại tương thường tâm. Nó làm cái đẹp hết sinh, nó làm cái bạch cái trình ô bùng. Nói sao hết nỗi đoạn trường, của người lỡ bán linh hồn cho nghi. Linh hồn lỡ bán một khi, thì dù có nó xác chi không hồn. Hỏi ai trong cõi càng khôn, chưa từng nếm nỗi đoạn trường của nghi. Nỗi chua nỗi chát nỗi gì, nỗi cay nỗi đắng nỗi chi trên trần. Mà đem sanh với nghi tâm, thì xem ra cũng có phân ít nhiều. Cái nghi tác quay tác hiểu, vật chỉ con dù thiếu điều xác sơ. Nên ra tài kiếm tài cờ, chẳng nên thì chớ chẳng nhờ tài ai. Nam nhi hán tử anh tài, ấy do sức tự tại quay dũng thành. Còn như những kẻ phàm nhân, suốt đời bị tại nó dần nó xoay. Khác gì con dù quay qua,
quay gặm ra mỗi cái múa mai dài hề dương mà chi tướng mà chi những người bị cái tại vì nó thương trăm năm trong cõi mộng thường gặm ra một tại cõi nguồn trầm lưng khiến ai gian díu cõi trần đi về một xác phàm nhân vật về ai rằng cuộc sống là thơ ai rằng cuộc sống là tờ tâm nếu không tự chủ lấy mình thì muôn năm cũng lụng bình trôi sông cũng vì chữ tài đúng không thải người người anh lửa hoàng kim
từ vô gián ngục mà lên tận sâu cứu cánh khỏi trên quy hoàng. Trong ánh sáng rất quang minh đó đã hiện ra vô số các tường của chư Bồ Tát mười phương cầu Phật quả nguyện túng dường Thế Tôn. Lại thấy cảnh mười phương chư Phật tuyên thuyết kinh pháp thật tinh hoa như tiếng ca lăng tần vàng ban cho chánh chúng hàng xa nhiễm màu. Bao nhiêu cảnh tượng đâu kể xiết thải nói lên một việc phi thường ấy là thập loại mười phương cùng tinh tiên bước lên đường Như Lai. Ôi một ánh long mài quang diệu soi nghìn xưa lại chiếu nghìn sau, vì đâu duyên cớ nhiễm màu xin pháp dương tử một câu đáp lời. Pháp Dương Tử bao đời trước đã hiện thân làm thị giả Phật môn, đáp lời Di Lặc Từ Tôn rằng theo tôi xét ngọn nguồn xưa nay mỗi khi tướng long mài hiến lộ cho mười phương quốc độ hiển vinh, làm cho quang diệu sinh linh là khi Phật sắp thuyết kinh nhất thường. Ấy là pháp chân như Phật tướng, pháp niết bàn vô thượng vô sông, pháp rốt ráo pháp duy thông, vô lượng quang vô lượng thọ đồng như như. Phật quả ấy vô dư tịch chiếu tự độ tha độ khéo tương đồng, bởi vì sắc tức thì không nhưng trong không tánh lại đồng thể như. Ấy tình nghĩa nhất thừa như thế cho chúng sanh diệu đế vuông tròn, Phật tâm chung một cõi nguồn vô chung vô thủy pháp môn Phật thường. Diệu pháp ấy đương kê đương hội gói tam thừa vào mối liên quan, thánh văn duyên giác đâu xa cùng chung một cõi Phật đàn vô sanh. Ai ngỡ tịch cái hành cái thức là đi vào cung bậc niết bàn, vì chân vô lượng thọ quang Phật tâm vô vị đạo tràng thần thông. Tưởng nhiếp pháp ấy chân phương tiện thể hiện tâm bất biến tùy duyên,
độ tròn sanh chúng tam thiên. Ấy tâm bi mẫn quyền nguyên diệu thường, nên phải biết niết bàn la hán, chẳng qua là cõi tạm dừng chân. Vì chân chưa vẹn diệu tâm, mà chưa tròn tịch chiếu thần thông Phật Đà. Thanh văn cũng như là duyên giác, chẳng qua là quyển pháp nhất thời. Độ người nữa chẳng đường thôi, còn như muốn đạt tới nơi rốt cùng. Phật tri kiến tụ tuy như thị, ắt là điều Đức Thế Tôn này muốn gì đại chúng hiển bày, cho nên hiện tướng lòng mày quang minh. Xưa có nhật nguyệt đăng minh Phật, xưa muôn xưa vạn đức muôn xưa, cũng từng tùy thuận căn cơ mà tuyên thuyết vạn tam thừa độ sanh. Như có bậc thánh văn cầu thị, thời Phật cao tư đế pháp màu. Khổ đây là khổ là đau, là cái hiện thực trước sau kiếp người. Tập đế là muôn đời quân tập, thành thói quen thành tật bẩm sinh. Trầm tra cái tật vô minh, hại mình quên hết chính mình. Xưa nay việc đế là muốn nay hết khổ, thời phải tu phải sửa tâm mình. Gọt cho sạch chứng vô minh, mộc tiêu tam chương ác mình tự do. Đạo đế là pháp do Phật thuyết, cho trời người đặng diệt khổ đau. Bát chánh đạo bắt nhịp cầu, cho đời vượt khỏi biển sâu luân hồi. Lại như có loại người thế đạt, tỏ lý màu tương tác tương liên. Phật bèn tùy thuận nhân duyên, tuyên thuyết thập nhị nhân duyên lẽ màu. Giúp chúng sanh vượt đau vượt khổ, thoát vô minh nắc tỏ luân hồi. Vượt qua tam chướng mù khơi, tới bờ kia tịch tịnh vui niết bàn. Lại như tới trước hàng Bồ Tát, sẵn hùng tâm vượt thoát vô minh. Đặng mà phổ độ quần sinh, đặng mà giáp mặt chính mình. Xưa nay thì Phật lại chỉ bài lục độ, lấy hành kia bố thí làm đầu. Tham tâm do ngã chấp sâu, chỉ cũng muốn quơ vào
cho ta. Nên lấy bố thí mà trực phá, diệt cái tham do ngã chấp này. Song song bên phá có xây, phá thân tâm lại dựng gầy. Bi tâm một thành tố của tâm vô thượng, tứ đẳng tâm vô lượng nhiệm màu. Từ bi hỷ xả cao sâu, bao suốt sao trước gương thâu đất trời. Ấy tâm Phật tuyệt vời vô tướng, vô lượng quang vô lượng thọ tâm. Tư nghĩ bất khả thầm thâm, mà tịch nhiên bản dĩ của chân niết bàn. Bên cạnh bố thí ngàn công đức, là hành kỳ giới thực viên chân. Hiện thân tịch mặt năng nhân, đại pha tam chướng ma quân lấy lừng. Giới trì đẳng định chân hiển lộ, già quê kia bèn trổ liên hoa. Quy na tam học một tòa, độ người đắc quả Phật Đà như nhiên. Bên trì giới có thêm nhẫn nhục, pháp thần thông nhị lập khéo thay. Nhục mà nhẫn được mới hay, cái lòng ngã chấp thải lai đâu còn. Mối hẹn biển thề non dời dời, cứ đi hoài đi tới chân như. Nam mô ngã Phật Đại Từ, bất thôi chuyện tới vô dư niết bàn. Hành tinh tấn mở đàn thiền định, bước chân lên cõi tịnh nhất thường. Đi vào không tịch như như, để nghe chiếu diệu đại từ bi tâm. Là trí tuệ thầm thâm như thật, lục độ ba la mật là đây. Nguyện chia phổ độ trọn đầy, ấy là mặt mỗi xưa nay con người. Nhưng tam thừa dấu người tinh lạc, vẫn chưa nên đại bác niết bàn. Cho nên Phật đúng hoàn toàn, đức từ phụ của ba ngàn mà đại thiên. Trong cái nỗi vô biên thương cảm, của cha lành trước đám con cưng. Há đâu giúp rập nửa chừng, phải đem tất cả tất lòng từ tôn. Mà tận độ mười phương hậu duệ, thành toàn cho trí tuệ kim cang. Mệnh danh đại bác niết bàn, quả bây giờ mới được an tất lòng. Và trước lúc trao hồng ân Phật, đức từ tôn nhật nguyện
đăng minh, để cho thập loại chúng sanh chuẩn bị tâm mình đón pháp viên dung. Đã thi chuyển thần thông Phật nhãn, sống bạch hào tỏ rạng mười phương. Việc xưa tôi đã tỏ tường, xét việc xưa để tự lường việc nay. Ấy là Đức Như Lai hiện tại, cũng sắp đem pháp đại niết bàn mà trao cho cả nhân hoàng. Sau khi phong ánh quang minh bạch hào, đại bác niết bàn cao cả nhất, thể hiện tròn tâm Phật vô dư. Thường lạc ngã tình như như, bất cơ khác khổ não chủ được phiền. Vào cảnh giới vô duyên bất nhị, nghe tâm này đồng thế chủ tâm. Trong tri kiến Phật thầm thâm, đồng thanh ca khúc viên âm diệu thường. Cơ duyên mở đạo trường diệu pháp, mà liền qua tròn gương hạt vô sinh. Sao Đức Phật nguyện đăng minh, mà lại lần lượt 20.000 thế tôn. Cùng mở một đạo trường như thế, và cùng tên như thế đăng minh, và cùng thuyết pháp hoa kinh, để khai tri kiến Phật sinh gương rầm. Nếu tam thừa là trăng bóng khuyết, thì Phật thừa là nguyện tròn gương. Tri kiến Phật khéo nên chương, một là biết Phật là thường là như. Là bất diệt bất hư bất hoại, hay là tròn quán đại thần thông. Đến đời Đức Phật sau cùng, của hai dạng Đức Phật chung tên này. Đức Phật ấy trước đây từng có, đám người con tên họ như sau. Một là hữu ý con đầu, hai là thiện ý thấm sâu ý lòng. Ba vô lượng ý danh như thị, bảo ý rồi tâm ý tiếp theo. Sao từ nghi ý nói điều, hương ý pháp ý thuận chiều tâm linh. Tám chàng trai tròn xinh giống Phật, nói tông đường Đức Phật tương lai. Tám chàng dương tử hùng quay, thông lĩnh bốn đại lục ngoài bốn phương. Bây giờ đăng nghiêm đường dương phủ, đã xuất gia chuyên chú tu hành. Để rồi Phật quả viên thành,
trở thành Đức Phật Đăng Minh cuối cùng. Tam Dương tự hào hùng bốn cõi, được Tôn Dương phụ tới bờ kia, thành đạo dưới cõi Bồ Đề, bèn nhất tề bỏ ngôi về với cha. Cõi Dương niệm xuất gia đầu Phật, nguyện đời đời lại xuất thế gian, một phen từ bỏ ngai vàng, giữ giai hộ pháp hàng ngàn vạn năm. Bây giờ nhật nguyệt đăng minh Phật, cũng xưng minh nghĩa mật nhất thường, tình vô lượng nghĩa ngàn xưa, thuyết xong cũng nhập vào vô lượng thiền. Tâm vào cõi như nhiên bất động, thêm vững vàng cuộc sống linh sơn. Bây giờ trên đỉnh thiên môn, chữ thiên cũng trải qua thôn, chúc mừng. Mạng Đà La Thơm lừng phước huệ, qua mạng thù đẹp nghĩa tâm linh, cả già cõi Phật quang minh, cũng rung động sao cách dinh danh người. Và hết thải người trời tam bộ, thải chấp tay chim chú ngưỡng chim. Bây giờ Đức Phật xả thiền, phong thần quan sợi trắng xuyên chính tầng. Bạch hào tướng của chân như tánh, xuyên mười phương tỏ hạnh như chân. Thế rồi như hải triều âm, Thế Tôn lại thuyết siêu tầng pháp quang. Là chánh pháp ma vô thượng, vô lượng quang vô lượng thọ tâm, quy hoàng đương sư tức chân, cho ba cõi thiên địa nhân thái bình. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thuở ấy, thuyết pháp hoa như vậy nhiễm màu. Tại sao mười tiểu kiếp sau, thời gian một thoáng qua đầu hạt xương. Và thánh chúng mười phương ức giảng, hội về nghe Phật giảng pháp hoa. Có vị Bồ Tát tên là Diệu Quang thuở ấy chính là đương cơ. Trong thính chúng có vô số bậc, chúng phạm dương đẳng cấp thiên dương, rồi ma dương bà la môn, nhất tâm nghe Phật tuyên ngôn ma lợi rằng. Đêm nay ấy đêm rằm an lạc, ta sẽ vào Đại Bát Niết Bàn, là cõi tịch chiếu hoàn toàn. Nay có Đức Tạng đứng hàng thánh tăng,
Như Lai thọ ký rằng đức tạng, tiếp sau đây sẽ mãn công phu để thành Phật quả chân như tịnh thân Phật hiền đại từ đại bi. Và đêm ấy Phật về cõi Phật, và tám vương tự rất tâm thành, một nguyện cầu Pháp độ sanh, một nguyện hiến cúng cha lành mười phương, cùng thờ Đức Diệu Quang Bồ Tát, làm bổn sư tuệ giác chứng minh. Trải qua muôn kiếp đăng trình, điều thành tử quả vô sinh hiện tiền. Dương tử Úc thành nhiên đăng Phật, đạo tràng ba la mật vô sông. Pháp dương tử đáp lời xong, bây giờ Đức Phật thông dòng xả thiền. Rồi gọi xa lời Phật hiền tôn giả, ngỏ lời rằng đạo cá Như Lai nhiệm màu không một không hai, trăm ngàn vạn kiếp dễ ai tỏ tường. Tuệ giác Phật kim cương tuệ kim, chặt đứt bao ngã kiến ngã si, mở đường cho khối lương tri, vươn lên cõi tự quy y chính mình. Trì kiến Phật cao minh vô thường, khó nghĩ bàn khó dưỡng khó nuôi, chúng sanh dưỡng cuộc luân hồi, dễ chi vượt thoát dòng đời vô minh. Nên suốt cả tam thiên thế giới, suốt từ vô thị đến bây giờ, hằng xa Đức Phật đại từ, đã luân phiên thuyết nhất thường Pháp Hoa. Duy nhất thừa sâu xa khó hiểu, cái thần thông tịch chiếu Như Lai, đấng từ vô thủy sơ khai, đã thông suốt lý không hai nhiễm màu. Đấng gồm đủ cao sâu rộng lớn, tư đẳng tâm vô lượng từ bi, bốn trí thông suốt diệu kỳ, mười đại năng lượng quy nghi vô ngần. Lại thêm bốn đức không kinh sợ, lại bốn thiền tịnh lự trang nghiêm, bốn định vắng lặng như nhiên, tám sự giải thoát vượt lên luân hồi. Ba pháp tam mỗi người nhật nguyệt, đưa người lên đỉnh tuyết tư duy, để gặp không tánh vô vi, để vào Phật tánh đại bi đại hùng.
tứ vô lượng tâm dung chứa cả diện từ bi hỷ xả chân tâm. Lại thêm tứ trí thầm thâm, một là đạo huệ trí chân chánh này. Đạo huệ chủng trí bài thực tướng, nhất thiết trí vô lượng hào quang, soi cùng diệu đế nhân hoàng. Nhất thiết chủng trí đạo tràng, nhất như mời đại năng lực từ Phật quả, tri thị sư phi sư ấy là tri phân sai đúng chính tàng, tri tam thế nghiệp báo màng thấu soi. Nhân quả suốt ba đời vô ngại, quá khứ rồi hiện tại tương lai. Tri chư thiền suốt mỗi loài, giải thoát tam mỗi vượt ngoài si mê. Tri chúng sanh tâm tánh muôn vàng, thấp cao rồi tôi sáng dần dần. Tri chủng chủng giải xa gần, biết rõ danh chung giả chân tư lường. Tri nhất thiết sở đạo muôn đường lối, mà chúng sanh nương tới Bồ Đề, để đạt cứu cánh bờ kia. Tri thiên nhãn vô ngại tùy nguyện tâm. Mà nhãn lực suốt thông tam giới, bước hành trình mỗi mỗi sanh linh. Túc mạng vô lậu tròn sinh, thấu chuyện sao trước nhục vinh muôn loài. Dính đoạn tập khí người quay đức, ấy là nguồn trí lực sâu xa. Dẹp luôn tập khí phiền hà, để tâm trở lại nguy ngang gương rằm. Mười lực ấy thầm thâm di diệu, sở hữu tâm thịnh chiếu toàn năng. Lại tứ vô lượng gồm bằng, nhất thiết vô sở quý hằng vô lầu. Khi trí đã thông lào nhị đế, cái sợ còn ngấp nghé mà chi. Lậu tận vô sở quy kiện, cõi lòng đã sạch sợ chi nửa đời. Thuyết chương đạo vô sở quy rồi, cái sợ nó ngậm cười mà đi. Thuyết tận khổ đạo còn chi sợ, từ đây nay liễu ngộ vuông tròn. Còn trời còn nước còn non, thâu khổ ắt khổ chẳng còn. Đúng không? Ngoài tứ vô quý hằng thanh tịnh, còn tứ thiền từ định trang nghiêm.
rồi tám giải thoát diệu hiền, vào việc tận định uyên nguyên nhất thường. Vô lượng công đức từ ba kiếp, mà vô lượng công phu tuyệt thế này, kết nên phúc phẩm cao dày, quả vị vô thượng tròn đầy tam thiên. Những thành tựu như trên vô lượng, giúp Như Lai hồi hướng vô cùng. Ngữ ngôn thiện xảo khéo dùng, để khai ngộ suốt vô chung muôn loài. Xa lợi Phật Như Lai từng thuyết, cai tướng chân tướng thiệt quần sanh, nhân duyên quả báo hiện hành, soi rõ diệu đế quang minh Phật thường. Nhưng thực tướng là vô ngôn ngữ, duy những trang trí lữ siêu phàm, những năng nhân xuất thế gian, những Bồ Tát phước tuệ trang nghiêm đời. Những bậc còn lại thời dẫu đã đủ căn cơ vượt đọa luân hồi, những thanh văn bỏ kiếp người, những duyên giác suốt thông mười hay sao. Thập nhị nhân duyên cũng không thể vào sâu thực tánh, nhất thiết sự tất canh tỏ lào, từ nghìn xưa suốt nghìn sau, mấy ai tỏ được nhiệm màu liên hoa. Các bờ kia chỉ là phương tiện, mà Như Lai vận chuyển pháp luân, còn như cứu cánh nhất trần, thì nay mới đến lúc cần tuyên ra. Để cho các tăng già có mặt, thoát vô minh buộc thắt nhân hoàng, vượt ra cõi tám niết bàn, để vào tri kiến hoàn toàn Như Lai. Bây giờ 1200 vị là hán từng đạt ý vô sanh, trong đại hội Dương Xá Thành, chợt nghe Đức Phật tuyên rành kim ngôn. Rằng các pháp đã tuyên dương trước, chỉ là quyển pháp thuộc quyển môn, đổ người trong bước tha phương, tạm dừng để lại lên đường rủi rong. Cho tới đích cuối cùng giáp mặt với chính mình tịch mặt nắng nhân, đấng là một với chân tâm, mà đấng không hai với nhất chân đạo tràng.
bấy giờ hết thải hàng la hán, chợt nghe lòng vô hạn kinh nghi. Chẳng ai Phật có ý gì mà thấy chuyện bạch hào kiến như vậy. Lại tuyên thuyết xưa rài các pháp mà tướng vô sanh đại bác niết bàn. Bây giờ lại quá hồng hoang, chẳng qua mộng quyển tê vàng. Đó thôi cõi niết bàn một thời tưởng thật, tưởng bà ba la mật bờ kia. Bây giờ Phật bị xóa đi, cho rằng nó chẳng có chi chân thường. Mà chỉ là khối xương phương tiện, bởi chân chưa thể hiện tánh như, thể hiện phẩm chất vô dư, thể hiện phẩm hạnh đại từ đại bi. Chưa thể hiện diệu kỳ chân phước, cũng như chân tuệ suốt mười phương. Bây giờ khắp cõi đảo trường, nhờ xá lợi Phật kính tường Như Lai. Xin ơn Phật giải bài khai lộ, để chúng tăng được tỏ cơ thiền. Vì sao từ thở đầu tiên, Thế Tôn đã kiên thiết nên tam thừa? Mà cứu cánh là cơ tịch diệt, giải thoát ta khỏi kiếp luân hồi. Ấy khổ tập diệt đạo rồi, nay Thế Tôn lại ngỏ lời bất như. Rằng chẳng có tam thừa rốt ráo, chỉ có chung một đạo nhất thường. Và rằng cứu cánh bây giờ, còn mỗi tuệ giác Phật thường là chân. Xá lợi Phật hiện thân trí tuệ, là đương cơ diệu đế nhất thường. Hai mặt đại chúng bờ giờ, cuối sinh Đức Phật chỉ bờ bên cho. Sao vô lượng đắng đo ngần ngại, Đức Thế Tôn quảng đại từ tâm. Bèn cao chánh pháp thầm thâm, mà rằng tuệ giác Phật là chân niết bàn. Từ vô lượng tăng kỳ kiếp, chư Thế Tôn cùng thuyết nhất thường. Dạ vì tùy thuận căn cơ, chứ gì cũng ứng dụng như đương thời. Nghĩa là cũng nói lời phương tiện, cũng tuyên dương quyền biên niết bàn. Cũng trao những thoáng an toàn, những quan trọ giữa nẻo đường trầm luân.
và rồi đến khi cần đúng lúc cũng sẵn sàng dùng sức thần thông của bạch hào tướng vô song mà soi tệ anh khắp cùng tam thiên. Để đời thấy hiện lên huyên náo cả mười phương lục đạo sinh linh, từ A Tỳ ngục vô minh lên tới cõi cõi hữu tình nhân thiên. Bao quang cảnh nhãn tiền muôn vẻ, bao nụ cười giọt lệ long lanh, lại hằng xa bước lợi hành, trao tặng tiên cúng nhân danh tất lòng. Cái lương năng sẵn trong sinh thể, thôi thúc mình dạt bể vào sông. Thương người như thể thương thân, kính người như thể kính chân thể mình. Cái lương tri quang minh rực rỡ, thôi thúc mình thức ngộ chân như, vươn lên gặp đấng đại từ, đại hùng đại lực sáng như gương rằm. Cái lương tâm người trăng quê mẹ, rai rứt hoài cái nghĩa thủy chung, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Vô lượng vàng tấm lòng trao tặng, trao tặng bên thiên cúng nhiệm màu, những trong lên suốt thiên thâu để nghe tam bảo cao sâu sự tình. Vô lượng bước đăng trình hiển hách, hiển hiện trong ánh bạch hào kia, long lanh những bước đi về, từ bi nhẫn nhục chữ đề pháp không. Xa lợi Phật nay ông nên nhớ, cái gọi là đại sự nhân duyên của chư Phật pháp tâm thiên, hạ sanh lục đạo uyên nguyên mới là. Đem tuệ giác Phật Đà trao tặng cho khắp bao đồng đẳng chúng sanh, vận dụng phương tiện khéo lành, thế cơ đối trị lời hành tùy duyên. Như ai đó sẵn nguyện lục độ, dùng tất lòng bố thí tương lân, trì giới nhẫn nhục tu thân, trong tu phước tuệ mười phân vẹn mười, thì người ấy mười mươi ắt sẽ đặng vuông tròn Phật tuệ vuông xong. Lại như ai đó một lòng hiên cung xá lợi thuận tòng Như Lai.
dùng của cái dựng xây chùa tháp, đem xà cừ vàng bạc pha lê, hằng xa thất bảo xum xuê, mà trang nghiêm cõi bồ đề già lam. Thì người ấy trải ngàn hậu kiếp mà sẽ được nên tuệ giác Phật đàn. Chẳng những người xây tháp tòa bằng gỗ quý, bằng ngọc ngà, vàng son ý. Mà ngay những trẻ con nghịch các mà tưởng tơ xây tháp xây đền, cũng đang gieo hạt hiện tiền, để sao nên quả tuệ thiên Phật đàn. Hoặc những người tạo ra hình tượng của Phật Đà thiền tướng trang nghiêm, bằng lòng kính mẫu vô biên, ắt mai sau cũng được lên Phật tòa. Hoặc những người vẽ ra hình bút với bầm hai tương tốt hoài nghi, ngay những đứa trẻ con kia dùng cỏ cây bút tùy nghi vẽ vời. Miệng có ý vẽ chơi hình nọ, cũng thương nhiên tự thọ ký mình, mãi sao Phật phải viên minh, liên hoa diệu pháp đẹp xinh gương vàng. Nếu có kẻ cung đàn điệu hát, dùng âm thanh tiếng bạc tiếng chiên, lòng thành kính Phật tấu lên, mai sao ắt được quả nhiên Phật thừa. Nếu có kẻ thờ ở biên nhắc, vui chân vào chùa tháp một phen, chợt lòng thành kính trong lên, niệm câu lại Phật con tin tưởng Ngài. Chỉ một thoáng niệm dài hơi thở, mai mốt rồi cũng trổ mầm thiên, và rồi ở kiếp vô biên, liên hoa cũng rước người lên Phật đài. Lại như có một người lại bay, chỉ chấp tay đến nỗi chỉ đưa, một tay lên rất thờ ơ, hoặc chỉ hơi cúi đầu như gật đầu. Nghi thức cung thỉnh cầu chư Phật, chỉ thế thôi cũng độ nhân lành, để rồi trong kiếp lai sanh cũng độ tuệ quả viên thành Như Lai. Nói tóm lại dù ai ai nữa, hoặc trong thời Phật ở dương gian, hoặc sau khi nhập niết bàn, hễ có chút nợ duyên trang cớ thì cuối
ơi, cùng đức từ bi độ thế, cùng thành toàn Phật tuệ cho nhau. Vì chân nhất thể nhiễm màu, nên Phật quá dẫu xưa sao cũng vậy. Nghĩa diệu pháp liên hoa là thế, đó hoa sen tam thế nhất thường. Từ ngàn sao từ ngàn xưa, hoa sen nhất thể vương bờ tự sanh. Sen một cộng dương thành một đóa, nhị gương tròn tâm quả duyên tâm. Giữa bùng nhớ giữa đáy đầm, ngủ trượt ác thế đêm cầm mặt trời. Nhân từ đó sen ngời nhật nguyệt, trong bụng nhớ mãi tuyết băng như. Lục độ ba la mật ngư, tự thân sen chứa vô dư niết bàn. Vì có ánh nhật quang chiếu tuệ, thì hoa sen thừa thế dương nhanh. Mà dù thêm ánh nhật minh, tự hoa sen cũng vẫn thành thái dương ấy. Diệu pháp mây chân thường tự hữu, hoa sen kia thành tựu Như Lai. Đạo màu không một không hai, không tăng không giảm không ngoài không trong ấy. Vốn tự ngã nói chân như thế, sẵn chứa bên trong tuệ phúc dày. Như Lai tạng hạnh là đây, thường lạc ngã tỉnh đợi ngày khai hoa. Nghĩa tương tác mặn mà nhất thể, Phật Pháp là đồng thể vô duyên. Mặt trời soi sáng vô biên, cỏ cây sông núi khắp trên nhân hoàng. Mọi sinh thể thải đang thụ hưởng, tùy căn cơ dung lượng tự thân. Đây là Phật lộc Phật ân, trao cho vạn hữu chẳng gần chẳng xa. Xa lợi Phật liên hoa diệu pháp, ấy là chân tuệ giác Phật đàn. Là phần cốt tuệ sâu xa, là chân Phật Pháp tinh quang rốt cùng. Mà chư Phật tựu trung là một, cứ luân phiên một đến vô lượng. Hộ trì thôi thúc thiên lương, cho hoa linh thoại mười phương nở đồng. Tam thừa ấy tựu trung nhất thể, thải gom vào diệu đế liên hoa. Mười phương Phật phải một toàn, long lanh tịch chiếu xung hoàng nhất như. Xa
lại Phật đường cơ thính chung, nghe lời vàng diệu dụng Như Lai. Tức thầy đứng dậy chấp tay, chiêm ngưỡng dung mạo tôn đồng Thế Tôn ấy. Rồi bạch Đức Thế Tôn vô thượng, cho chúng con được hưởng phước lành. Bằng lời thuyết pháp qua kinh, cho chúng con rõ điều tinh túy này. Là ai cũng có ngày thành Phật, nghĩa là mình rất rất tinh khôi, là mình vẹn cả mười mươi, cả mười phương Phật, cả mười phương tăng. Là mình suốt không ngàn không ngại, vượt thời không suốt đại niết bàn. Ấy là cứu cánh hoàn toàn, để mình trở lại dễ dàng chính mình. Xa lời Phật Tôn vinh Đức Phật, xong Thế Tôn liền cất lời lên: Này Tôn giả chớ nên quên, Như Lai xưa đã từng thôn pháp này. Đồng thời hãy nghe đây Tôn giả, trong vị lại bắt cả lường đông, trong khi dân hiến cõi lòng cung dường tam thế Phật trong ba nghìn. Thầy Tôn giả sẽ nên Phật quả, diệu hoa quang vô ngã Thế Tôn, quốc độ ly cấu trường tồn, ngọc châu sáng lạng sắc hương rỡ ràng. Điều đại đức hoa quang lãnh đạo, quốc hiệu là đại báo trang nghiêm, quốc dân số lượng vô biên, vô lượng Bồ Tát ngủ trên cõi này. Các tiện nghi kể rài không xiết, đất lưu ly đẹp biết giường nào, xây bằng bãi bao xen nhau, bước đi qua ngọc bãi màu chen chân. Quốc độ ấy vô ngần thọ mạng, tối chung là ngàn vạn ức năm. Tam tiểu kiếp đẹp gương rằm, trước khi nhập diệt niết bàn Thế Tôn. Lại trân trọng di ngôn thọ ký, Bồ Tát kiên mãn thị hồng danh, Phật hiệu qua túc an hành, để nói sự nghiệp độ sanh muôn loài. Xa lợi Phật vị lai là thế, nay Như Lai thọ ký cho người, để ông có được niềm vui, nhận chân được cõi nụ cười trong tâm. Xa lợi Phật bậc chân hành giả, cùng các hàng thanh giả chung quanh, nghe lời Phật tỏ ngón hành,
quang hỷ giúp trời xanh bát ngàn. Bèn cùng cởi khăn choàng đang khoác mà dâng lên bậc tác thánh dương. Cả đế thích cả phạm dương cùng đem hiên cúng khăn choàng và hoa. Ôi vô lượng là hoa thanh chủng, những mạng đà la những mạng thù. Trên công trung lúc bấy giờ, ngoài mưa hoa nguyện với mưa khăn tròn. Còn vô lượng tiếng đàn tiếng hát, những điệu thần tiếng nhạc thanh tân của hằng xa những thiên thần tâu lên để tan thán công đức người. Đã đem tuệ giác ngời chân tánh trao cho người hữu hạnh phùng duyên. Nhất thừa một cổ xe thiên, phương tiện duy nhất đưa lên niết bàn. Xá lợi Phật hân hoàng xiết kể, được Thế Tôn thọ ký cho mình. Mai sau những bước về linh, lòng lanh những bước đăng trình về tâm. Và bên cạnh vô ngần thánh chúng cũng reo mừng hướng tận niềm vui. Vì chăng nếu có một người mai sau thành Phật vậy thời, mai sau mình cũng thế có đâu khác biệt. Ôi lời kinh nhất thiết chúng sanh, mai sau Phật đạo viên thành, để cho cả chính tầng sanh mặt trời. Bây giờ giữa ngàn hai thánh chúng xá lợi Phật thầy chung giả thượng, bạch Thế Tôn từ xưa giờ tất cả tôn giả theo thờ Thế Tôn. Thái điều được Thế Tôn khai ngộ, theo pháp Ngài dạy dỗ xưa nay, ắt được tới bờ kia này, vượt khỏi sanh tử vượt ngoài sắc không. Nay Ngài lại như Trần Phú Đỉnh, bờ kia chưa thực chinh niết bàn, chỉ là quán tạm bên đàn, mà con đường tới niết bàn còn xa. Niết bàn ấy quá ra mộng ảo, việc làm này điên đảo tâm linh. Những ai lỡ ngỡ rằng mình kinh sinh được Phật thuyết minh cho tường. Bây giờ Đức Thế Tôn khai thị bằng ngụ ngôn nói ví như sau. Xưa có trưởng giả xen vào, có ngôi nhà lớn rộng sâu vô ngần. Nhà ấy chứa hàng trăm nhân khẩu, trong đó nhiều con cháu ruột ràng. Một hôm bà
lão trưởng giả xiết bao kinh sợ, lo đàn con bị lửa đốt thiêu. Nhưng dù cảnh tỉnh bao nhiêu, đàn con vẫn mãi vui theo bạn bè. Mãi miết những trò ngây thu dại, đâu hay rằng quả tới bên lưng. Cùng tắt biên biên tắt không, trưởng giả trong bước đường cùng thảm thương. Bỗng nghĩ được mẹo khôn nhắc lại, là gọi đàn con lại cho